với các bạn, đây là cái không gian của quán cà phê phố cổ. Và tôi được gặp một cái người chủ quán rất là dễ mến, đó là cô Phụng. Chào cô ạ. Cái cửa sổ đây cũng làm bằng bằng máy xe bò luôn này. Đó. Không gian phía bên ngoài còn rất là cổ xưa. Hoàn toàn đồ gỗ siêu tầm, những cái dụng cụ, những cái vật dụng mà ngày xưa đã không còn sử dụng nữa thì được trang trí và bày đặt lại trở thành một cái quán cà phê mang tên là phố cổ. Đây là một cái vật dụng về cái gì đây hả cô? Bánh xe bò hồi xưa nè. À, bánh xe bò hồi xưa. Cái gơm gốc. Nói chung là ông xã cô cũng sáng tạo rồi cái kiểu như nhờ thợ mộc á, mình chỉ lấy cái thợ mộc nó đóng theo ý của mình. À. Những cái bánh xe bò này thì nói chung là cũng nhiều kiểu lắm. Đây là một chiếc bánh xe bò và được thiết kế và trở thành một cái ghế rất là độc đáo nha. Đây. Đó. Trở thành một cái bộ bàn ghế của quán cà phê rất là độc đáo. Nhìn như đã đang ngồi ở một cái ngai cô hả? Còn đây là cũng là cái bánh xe bò hả cô? Bánh nhưng mà rã ra. Rã ra. Rã ra mình làm theo cái lẻ đó. Dạ. Cái này thì cái bánh y thì mình làm cái ghế dài nó ấy hơn. Cái này mình đã ra mấy cái mà mình kiểu như dạng như là một bánh nhưng mà có mấy cái nó rớt ra thì cũng như nó nhiều lỗi lắm. Dạ. Rồi cái ghế ra ghế nhỏ này thêm. Gỗ ngày xưa chắc bền cô ha. Cái này là căm xe bò nè. Căm. Mấy cái này là căm xe. Không? Dạ. Căm xe. Còn cái này gỗ này không biết là gỗ gì cô hả? Cũng căm xe. Căm xe hết hả? Dạ, những cái như cái này nó là bánh xe bò nó phải bằng gỗ tốt chứ cô hả? Xưa là gỗ là mối không ăn á. Dạ, yeah, cái này là mối bọt không ăn. Lấy là ta để ta đóng bánh xe bò nè. Dạ. Để ngoài mưa ngoài nắng á. Nó không bị mục. Dạ. Bị mối. Này là đây là giống như là một cái xe bò luôn đấy cô hả? Hai bên bánh không? Tính ra là này là tính là mấy chiếc xe bò tại vì một bánh. À. Là hai bánh là hai là một chiếc rồi. Dạ. Cái vàng này không là vàng, cái này là nửa bánh rồi nè. Này là cái nửa bánh hả? Mặt này không là nửa bánh. À dạ dạ. Và dạ. Cái này nửa tính ra là ngoài một ba chiếc. Ba chiếc mới được hai bánh. Ba chiếc. Ừ. Ha. Dạ. Mà cô ơi, ngày xưa chắc là cái xe bò chắc là một cái gia sản rất là lớn đấy cô hả? Đúng rồi. Sau này bị mai một là không sử dụng nữa được á. Dạ. Nên kiểu như dạng như mình cũng thấy ý tưởng. Hỏi nhà cô cũng nhiều xe lắm. À dạ. Nhiều xe lắm mà để mưa mình nắng cái từ từ cái nó bị kiểu như nó hư từ từ đó. Mà cái bánh xe bò ngày xưa nó lớn vậy đó hả cô? Đúng rồi. Xe trâu thì nó nhỏ. À. Xe trâu nó nhỏ hơn xe bò. Còn cái bánh xe bò ngoài miền Bắc con thấy nó nhỏ lắm chứ không như thế này đâu. Nếu mà con nói nhỏ là xe trâu á. À xe trâu hả? Wow. Nhỏ xe bò đúng đó là xe bò này. Rồi cái này là cũng một bánh xe bò này. Cái bàn đấy hả? À, cái mặt bàn là một bánh xe bò. Một cái bánh á. Và nguyên cái mặt bàn này là cái bánh xe bò. Đây là cái cháo cái thừng cái dây thừng hồi xưa. Ồ. Cũng như cũ kỹ mà. Dạng như cũng cái dây thừng hồi xưa luôn nè. Dạ. Rồi dưới đây là cái trục hả cô? Đó. Cái trục và cái bánh xe bò trở thành cái bánh này ra tháo ra. Mấy cái vành bánh. Dạ. Cái trục và cái vành bánh trở thành một cái bàn. Đúng rồi. Dạ. Là trong xe bò sử dụng hết. Dạ. Chú chắc là đôi mắt của chú cũng giống như một nhà thiết kế mới sáng tạo mới nghĩ ra được cái bộ bàn ghế nó hơi bị độc đáo như thế này cô hả? Nói